Sau thành tích vô địch Euro 2016, siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo luôn khát khao giành được cho mình chức vô địch World Cup cùng với đội tuyển quê hương. Vừa tròn 37 tuổi vào tháng 2 năm nay, kỳ World Cup 2022 tại Qatar lần này có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh chinh chiến tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chính vì vậy, để chuẩn bị cho chiến dịch Qatar lần này, huấn luyện viên Fernando Santos đã gọi lên binh hùng tướng mạnh cho giải đấu sắp tới. Nhìn vào danh sách, chúng ta có thể thấy được chiều sâu đáng sợ đến từ đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau đây, sao không cùng cả bóng đá tìm hiểu về những câu chuyện thú vị xoay quanh danh sách triệu tập đội hình của Selecao châu Âu trong phần sau của video. Nhớ bấm like, subscribe để ủng hộ cho Cảm tiếp tục sản xuất những video chất lượng khác đến với anh em nhé. Còn bây giờ, nội dung hấp dẫn nhất của ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Vị trí thủ môn: Rui Patricio, AS Roma, Diego Costa, Porto, Jose Sa, Wolverhampton. Là người gác nền đáng tin cậy hàng đầu của đội tuyển Bồ Đào Nha, thủ thành Rui Patricio dự kiến sẽ là cái tên được huấn luyện viên Fernando Santos tiếp tục tin tưởng ở vị trí người gác đền. Rui không chỉ thi đấu ấn tượng ở cấp câu lạc bộ khi anh là nhân tố quan trọng giúp AS Roma giành danh hiệu Confederation League sau nhiều năm trắng tay. Anh cũng là nhân tố từng đưa Bồ Đào Nha lên đỉnh châu Âu vào năm 2016 với những pha cản phá xuất thần của mình. Với 50 trận giữ sạch lưới sau 104 trận bắt chính cho đội tuyển, người hâm mộ tin rằng anh sẽ giúp cho khung thành của Bồ Đào Nha đứng vững trước những tiền đạo hàng đầu thế giới tại đại hội bóng đá sắp tới đây ở Qatar. Tuy vậy, Bồ Đào Nha luôn có những bức tường thép khác luôn sẵn sàng được thử thách. Một trong số đó là lá chắn thép mới 23 tuổi của Porto, thủ thành Diego Costa. Anh đã có cho mình những sự phát triển vô cùng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Mùa giải 2021-2022 vừa qua, anh đã xuất sắc chiếm lấy suất bắt chính ở Porto và giữ sạch lưới 15 trận, chỉ để đọt lưới 22 bàn sau 33 trận tại giải quốc nội, giúp Porto giành được cú đúc danh hiệu và ghi tên mình vào đội hình tiêu biểu của giải đấu. Những chiến công này đã đưa anh lọt vào tầm ngắm của huấn luyện viên Fernando Santos và anh đã có 5 lần ra sân bắt chính cho đội tuyển. Ngược dòng về quá khứ, Diego đã từng ra sân ở cấp độ trẻ và thu về các danh hiệu như vô địch U17 châu Âu năm 2016, vô địch giải U19 châu Âu năm 2018 và về nhì giải U21 châu Âu năm 2021. Cái tên còn lại trong bộ 3 người gác đền được triệu tập lần này chính là Jose Sa của câu lạc bộ Wolverhampton, đội tuyển Bồ Đào Nha thu nhỏ ở nước Anh. Anh là một trong số những thủ môn bị underrated nhất giải ngoại hạng Anh, 11 trận giữ sạch lưới trong 37 trận bắt chính ở mùa giải 2021-2022 và 121 pha cản phá, nhiều thứ tư giải đấu cho thấy tài nghệ của thủ môn này. Hiện tại, Jose Sa vẫn chưa có lần bắt chính nào cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha và với những màn trình diễn tuyệt hảo ở ngoại hạng Anh, hy vọng anh sẽ có lần ra sân đầu tiên cho tuyển tại kỳ World Cup sắp tới. Vị trí trung vệ: Pepe, FC Porto, Ruben Dias, Manchester City, Danilo Pereira, PSG, Thiago Jallo, Lille. Ở vị trí chốt chặn án ngữ trước khung thành, Ruben Dias và Pepe dự kiến sẽ là hai cái tên được chọn mặt gửi vàng ở vị trí trung vệ trong sơ đồ 4-3-3 của huấn luyện viên Fernando Santos. Nhắc đến Pepe, các fan bóng đá luôn nhớ về một gã đồ tể đầy máu lửa, nhiệt huyết trong màu áo của Real Madrid. Cái chất máu lửa ấy vẫn được Pepe lưu giữ khi trở về quê nhà thi đấu cho Porto. Khí chất máu chiến, không ngại va chạm và sự già dơ của trung vệ đã có 128 trận cho đội tuyển sẽ vô cùng cần thiết để giúp cho họ chinh phục chức vô địch World Cup lần này. Bên cạnh anh sẽ là một Ruben Dias trẻ trung nhưng cũng bản lĩnh không kém cạnh người đàn anh. Một bản hợp đồng chất lượng trong những năm gần đây của Manchester City, một người đã làm thay đổi gần như tuyến phòng ngự của nửa xanh thành Manchester, cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2020-2021. Chừng đó đã đủ để nói lên tài năng của Ruben Dias. Sự trẻ trung của Dias kết hợp với sự già dơ của Pepe hứa hẹn sẽ tạo nên một bức tường vững chắc cho khung thành của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, những con bài dự phòng cho cặp trung vệ này cũng không hề kém chất lượng. Trung vệ trẻ Thiago Jallo thuộc biên chế của Lille là một cái tên minh chứng cho điều đó. Trong một tập thể Lille đầy rượu dã của mùa 2021-2022, Jallo nổi lên là một trong những cái tên nổi bật. Sự điềm tĩnh và chắc chắn đã khiến trung vệ 20 tuổi này lọt vào mắt xanh của các ông lớn. Sẽ thật thiếu sót nếu không kể đến Danilo Pereira, một cầu thủ rất đa năng. Từ khi được huấn luyện viên Thomas Tuchel kéo xuống đá trung vệ khi ông còn cầm quyền tại PSG, với thể hình đô con, không ngại va chạm và việc từng có kinh nghiệm khi đá ở tiền vệ, Danilo sẽ là một quân bài dự phòng đắc lực cho Bồ Đào Nha. Vị trí hậu vệ biên: João Cancelo, Manchester City, Nuno Mendes, PSG, Diego Dalot, Manchester United, Mario Rui, Napoli. Ở hai bên hành lang cánh của tuyển Bồ Đào Nha, có một cái tên gần như đã chắc suất đá chính nếu khỏe mạnh. Đó chính là João Cancelo. Hậu vệ của Manchester City có khả năng đá được cả hai biên, đồng thời có khả năng tấn công rất tốt với khả năng tung ra những đường kiến tạo ngọt lịm giúp Manchester City có lợi thế trong trận đấu. Tiếp đến, trong vị trí hậu vệ biên, đó là Diego Dalot của Manchester United.
phong độ của hậu vệ trẻ này đã được cải thiện trong đà thăng tiến của Manchester United khoảng thời gian gần đây. Nuno Mendes cũng là một cái tên không thể bỏ qua. Sở hữu một tốc độ vô cùng đáng gờm, Mendes chính là mũi khoan tốc độ bên hành lang cánh trái của PSG, song hành với Hakimi ở phía cánh phải, tạo nên hai cỗ máy đầy nguy hiểm ở hai hành lang cánh của nhà vô địch nước Pháp. Mario Rui cũng là một sự xuất hiện đáng chú ý trong danh sách triệu tập lần này. Hậu vệ trái này có khả năng leo biên rất tốt và cung cấp những đường truyền chính xác cho những cầu thủ ở tuyến trên. Anh đã có 6 pha kiến tạo cho Napoli ở mùa giải 2021-2022 và được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh tốt nhất tại Serie A. Vị trí tiền vệ phòng ngự: Ruben Neves, Wolverhampton; João Palhinha, Fulham; William Carvalho, Real Betis. Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Ruben Neves nổi lên như một phương án hàng đầu cho vị trí này, với điểm mạnh là nhãn quan chuyền bóng và những cú sút xa đầy uy lực. Một sự lựa chọn khác cho vị trí này chính là tiền vệ João Palhinha, món hời của Fulham với giá 20 triệu bảng. Nổi lên sau chức vô địch của Sporting Lisbon, những pha tắc bóng đầy uy lực và khả năng che chấp bóng tốt, Palhinha mang lại chất thép cần thiết cho tuyến giữa của Bồ Đào Nha. William Carvalho cũng là một cái tên không thể bỏ qua nếu nhắc đến vị trí tiền vệ phòng ngự. Mặc dù đã bước qua tuổi 30, nhưng tiền vệ này vẫn luôn giữ được phong độ của mình khi giúp cho Real Betis trở thành một ẩn số khó lường tại La Liga. Tiền vệ này chính là lá chắn thép giúp Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016, và với kinh nghiệm trận mạc dày dặn qua 73 lần ra sân cho đội tuyển, anh được kỳ vọng sẽ truyền tải kinh nghiệm cho những người đàn em nơi tuyến giữa. Vị trí tiền vệ trung tâm: Bernardo Silva, Manchester City; Bruno Fernandes, Manchester United; Vitinha, PSG; Matheus Nunes, Wolverhampton; João Mario, Benfica. Hai vị trí còn lại ở hàng tiền vệ nhiều khả năng sẽ do đồng đội của Ronaldo tại MU, đó là Bruno Fernandes và Bernardo Silva đảm nhiệm. Cả hai đều là những cầu thủ quan trọng tại đội bóng mà họ đang thi đấu, và phong độ tốt trong thời gian gần đây, họ dường như sẽ là hai cái tên ra sân chính thức. Tuy nhiên, có một tiền vệ trẻ đang lăm le xuất đá chính của hai người đàn anh, đó chính là Vitinha, tiền vệ năm nay 22 tuổi, đang thi đấu cho PSG. Anh chơi cực kỳ ấn tượng trong sơ đồ 3-4-2-1 của huấn luyện viên Galtier ở PSG và liên kết vô cùng ăn ý với Marco Verratti. Ngoài ra, quân bài João Mario cũng là một cái tên đáng chú ý khác. Với phong độ ấn tượng gần đây trong màu áo của Benfica, tiêu biểu là màn trình diễn bóp nghẹt tuyến giữa của Juventus tại đấu trường Champions League, tiền vệ 29 tuổi đã được một suất quay lại đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha sau một khoảng thời gian vắng bóng. Tiền vệ Matheus Nunes, tân binh 37 triệu của Wolverhampton, cũng là một ứng cử viên cho một vị trí trong hàng tiền vệ của đội tuyển Bồ Đào Nha. Vị trí tiền đạo cánh: Diego Jota, Liverpool; Rafael Leao, AC Milan; Pedro Neto, Wolverhampton; Ricardo Horta, Sporting Braga. Ở vị trí tiền đạo cánh, Diego Jota có lẽ sẽ là cái tên được huấn luyện viên Fernando Santos tin dùng. Anh vừa trải qua một mùa giải 2021-2022 bùng nổ với 15 bàn thắng cho Liverpool tại ngoại hạng Anh. Cái tên tiếp theo được đề cử cho một suất tiền đạo cánh chính là Rafael Leao của nhà vô địch Serie A AC Milan. Sự tốc độ, khéo léo của Leao sẽ rất hữu dụng cho mục đích khuấy đảo hàng phòng thủ của đối phương. Một cái tên khác cho vị trí này là Pedro Neto của Wolverhampton. Được đánh giá là một trong những cầu thủ chạy cánh bị underrated nhất tại ngoại hạng Anh, điểm mạnh của Neto là những pha đá phạt góc và những pha tạt bóng. Sở hữu CR7 và PP, những cầu thủ có khả năng không chiến tốt, những đường tạt của Neto sẽ trở thành thứ vũ khí sắc lẹm cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Ngoài ra, cạnh tranh cho vị trí bên hành lang cánh của Bồ Đào Nha còn có Ricardo Horta, thủ quân của Sporting Braga, có khả năng đá được cả hai cánh và đang có phong độ đáng sợ ở giải quốc nội với 4 bàn thắng, 3 kiến tạo sau 7 trận đấu đã qua. Vị trí tiền đạo cắm: Cristiano Ronaldo, Manchester United; João Felix, Atletico Madrid. Lịch sử hàng công của đội tuyển Bồ Đào Nha không ai khác chính là Cristiano Ronaldo. Anh chính là nguồn hy vọng và là linh hồn của đội tuyển Bồ Đào Nha trong chiến dịch Qatar lần này. Anh được kỳ vọng sẽ là nguồn hỏa lực đưa Bồ Đào Nha giành được thành tích tốt nhất tại World Cup lần này. Phương án dự phòng cho anh chính là tiền đạo João Felix của Atletico Madrid. Tuy phải chịu nhiều áp lực với cái giá lên tới 113 triệu euro khi chuyển từ Benfica, nhưng Felix đã dần vượt qua và hòa nhập với chiến thuật của huấn luyện viên Diego Simeone. Với khả năng dê bóng cực tốt và sức trẻ của bản thân, cùng với khả năng thi đấu đa dạng, Felix sẽ là ẩn số khó lường cho Bồ Đào Nha ở World Cup lần này. Với một đội hình đầy chất lượng, có chiều sâu và dày dặn kinh nghiệm, nhưng huấn luyện viên Fernando Santos sẽ có rất nhiều áp lực khi đây có lẽ sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo trong sự nghiệp quần đùi áo số. Nếu bạn là ông Santos, bạn sẽ chọn ra những ai để chiến đấu cho kỳ World Cup lần này? Hãy để lại ý kiến cá nhân bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.